Rồi xin chào tất cả mọi người nha. Thì bữa nay ông trời không được đẹp cho lắm. Trời hồi chiều ông mới làm đám mưa. Giờ ông cũng đang thui nữa nè. Không biết tối nay ông có mưa nữa không. Đây mình có mấy cây cần câu, mấy cây cần câu đặt rồi mình cắm nè. Đây là mồi. Mồi hôm nay vẫn là mồi nhái nha. Thì giờ lúa ruộng người ta đập hết ráo rồi. Máy vô xới luôn à. Xới nó ngâm rạ, chuẩn bị lồng lại rồi xả tiếp vụ 2. Ở chỗ mình thì một năm làm chỉ có 2 vụ thôi. Chứ không phải như mấy vùng khác. Giờ đi ra kinh cắm mấy cái hàng câu. Để kiếm cá ăn đây. Mấy rài cũng không có cắm câu. Giờ chỉ còn ra kinh thôi nha mọi người. Chứ ở trong ruộng thì hết rồi. Trong ruộng lúa đạp hết đó rồi. Giờ ra kinh kiếm thôi. Đây. Bờ kinh đây nè. Đây mình cắm dọc dài từ đây lên tới trên kia. Cắm dọc dài lên tới trên đó là hết con kinh. Đi lội đây. Lội cắm dần dần. Rồi cái bờ này mới đắp cái lò ruộng, lò nước, cắm từ đầu này đi, bắt đầu từ đây, từ đây cắm dài lên trên kia. Này cắm cần nữa đi. Đó. Vòng vòng bên này nè, cái chỗ bên này nè, vừa hỏi mình cắm trùng á, dính con mọi người nhớ không, dính con nó quấn ngoài cái gốc cây ngoài này nè, cái mình lôi lên đấy, con cũng được giờ làm lại thứ đó dính không. Dạ cắm cá. Phải nói chuyện, hồi đó giờ hổm rầy có nói chuyện gặp ai đâu. Này, cái mương này. Cái mương này hồi từ hồi mình cắm tới giờ luôn, chưa dính con nào đây. Để cắm lại bữa nay coi. Dính không? Hôm nay cắm 4 5 lần á, cái mương này chưa bắt được con gì luôn. Ý, bắt được rồi chứ. Mương này dính cá rô không à. Chứ chưa dính cái lóc. Cái mình này đưa cần nó xích ra ngoài chút xíu cho nó thấy. Rồi. Chào mọi người buổi tối nha. Thì bây giờ mình sẽ đi thăm mấy cây cần câu nha mọi người. Hồi chiều mình cắm ở ngoài kinh nè. Hồi chiều giờ ổng chuyển mưa quá trời luôn nhưng mà chưa thấy ổng mưa nữa. Giờ trời cũng hết mây rồi. Hy vọng ra ngoài kinh này kiếm được vài con cá lóc thôi. Cá lóc cá chê cũng được. Cắm nhái này cũng là những cá chê lắm. Lần rồi mình cắm ở trong nhà mình á, dính được con cá chê cũng được. Cá chê nó cũng hay ăn một chạy lắm. Mấy đám ruộng ở chỗ mình người ta cài hết ráo rồi nè.
giờ chỉ có cắm kinh thôi, kinh với cắm hào thì được, chứ cắm ruộng hết được rồi. Ruộng thì người ta cắt lúa rồi á, thì mấy người người ta cầm máy chích á, người ta đi chích hết đó. Cái ruộng này cày lâu rồi, cày lâu rồi, rạ nó nhiều ráo luôn. Ở đây có con cá sặc nè, để mình bắt con cá sặc này ngay chỗ ánh đèn mình á. Rồi chạy, thò tay xuống chưa tới anh chạy, quá trời cá sặc luôn á. Đây nè, tối tối này im im mà có cái lỗ nôm á, đi nôm nó được à. Mình không có cái nôm, phải có cái nôm á. Đây có con cá lóc nè, thấy không, mọi người thấy con cá lóc không? Thì mình ấm nó coi. Ê, nước đục quá ta, gặm cái máy xuống đây nè. Đang cá lóc chưa, hy vọng là ấm được. Cái này có cái nôm mà ngon. Khỏi chạy khỏi chạy được liền, đã bắt luôn vô vỏ. Cái này vừa miếng nước đi, kéo lại rồi, ngon 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 đó. Lội lội này, đây có con cá sặc nữa nè, bắt luôn vỏ chảy. Con cá sặc đây nè, chui vô đây. À, dính nè cá sặc. Ở đây có con cần, cần nhái còn sống, nhái còn sống, hy vọng to sáng này nó dính. Trời, cần này con gì ăn nó bay táp hết mồi à, treo cái lưỡi lên trên luôn, thay cái mồi vậy đó. Rồi, tiếp tục đi thôi, lộ ruộng đi. Cái bờ này người ta mới đắp á, mình nó chưa khô nên mình chưa đi lên bờ được. Chờ ít bữa nó khô bắt đầu mới đi được. Ở đây con cần, trời ơi, treo lưỡi luôn, chắc bị con gì ăn rồi quá. Con cá chứ con gì, con cá thì con cá ăn chứ con gì. Cầm hết cần luôn rồi mọi người. Mà không dính con nào hết trơn, còn là hết mồi với mồi chết không. Giờ chuyển qua đi bắt cua luôn, cua coi sáng nay nấu canh bún à, coi cái đám nào nước trong trong à. Rồi thấy cua bắt nó, sẵn có vỏ không, vỏ này mới định có một con cá. Con cá này con cá mình đi ấm được nữa, chứ không phải cắm câu nữa, đi kiếm đường vòng. Có cua bắt, bắt lượng mới. Cua đây mấy cây à, không có cây sao chọt hang nè. Phải đi vòng vòng coi kiếm cái lụm cái cây, có coi con nào mà nằm ngang hang là lấy cây chọt nó luôn, kia không có đem cây. À, con này cua đầu tiên nó nạp mạng mình đây, nó bò bõm mẹ. Ủa, nó kiếm đường nó đi vô, vô hang mà chưa được. Một con cua đầu tiên, đây được mấy con cua nè, ba bốn con nè,
lội lội nó trốn nè, một con nè lội nè, già nó cắn kẹp một con nè. Đây con nữa, đang trốn đây nè. Ây da, hai con nè, đây con nè, ba con. Đâu nó gom chỗ này dữ vậy không biết. Dưới đây con nè, đó, bốn con nhỏ nhỏ vậy đó chứ chất lượng lắm á. Về đâm ra là thịt không. Thường thường mấy cua nhỏ nhỏ mà cứng đó là nó mập đó. Nè, có con cóc. Cóc này nó hội, nó chuẩn bị nó bắt cặp nó đẻ. Đây có bè rồng rồng nha. Bè rồng rồng cá lóc con. Cá mẹ đâu? Kiếm cá mẹ, cá mẹ chắc vòng vòng khu này không đi đâu xa đâu. Mà kiếm được nó cũng khó à. Nước của này ruộng nước dày sao kiếm thấy được. Nó khu này ha, đèn bài con nó đó là nó là quần khu đây ha. Hai con luôn. Chạy trốn chụp một lần hai con luôn nè. Rửa cho sạch cái đó. Ồ đã. Nãy đi cặp bờ kia có cái cây mình lụm luôn. Cây này chắc của ai làm gãy á, cái len á, cái len hay cái cuốc gì của người ta nè, ta làm gãy mình ta cắm ở bờ lụm luôn. Thấy con cua nó chạy nó trốn, thấy mình cái nó chui nó trốn. Đây nè, chỗ cái cọng riêu này nè, con cua này cũng không có bé đâu, cũng bự đấy. Cắn tàu vô vỏ đi. Mình thấy có con cua nó trốn đây nè, rồi nó chui dưới đống rạ này nè. Đây em đây. Cua đồng chính hiệu luôn. Cua dưới này nè. Da trời cá cắn hoài. Nhỏ nhỏ chứ cắn đau lắm. Xuống. Dưới chân luôn mà không thấy nè. Ôi, con cua. Có con gì nó chuối dữ lắm ạ. Nên úm nó coi. Chuối ngay chỗ này nè, xì bọt lên luôn á. Rồi. Rồi đi. Tắt nó coi. Dưới dữ lắm mà. Thì con ếch. Chuối với anh hả em? À, con ếch. Tới số rồi. Đã ghê không? Đây có mấy con cua nữa nè. Cua này thích ở mấy góc bờ hay sao á. Hai con, bắt con này trước đi. Một con nè, vô vỏ. Một con nữa nè, hai con. Thích ở góc bờ không à. Hai con. Nãy giờ bắt cua toàn góc bờ nhiều. Còn ở mấy cái chặn giữa ruộng không thấy. Hai cua. Trời, ốc không, tưởng đâu cua. Nằm cục đen thui tưởng nông cua, hay là lại gần con ốc. Mình thấy bên này có con cua nè, đang bò bò à. Bò đâu? Bò vô vỏ anh đi.
Hơi đau bò hoài cực quá. Cái dội vô vỏ luôn. Nằm nghỉ ngơi cho khỏe. Nó nè. Xèo quá. Chạy đâu? Chạy một lần thôi chứ. Chạy hoài hả? Cái rô ngay dưới này luôn nè. Cá rô úm ngầm cá chào đi. Cá rô đã chưa? Có lý cả. Con này cũng trọng à. Con này cũng con cá chào nè. Ngày lẩu đen thui này nè. Chạy đâu cho thoát em trai. Còn ngon hơn đi cắm câu nữa trời. Ra rộ rộ đèn là thấy lưng nó úm nè. Giống như mình đi nôm rồi đó. Ê, thấy có con nè. Chạy đâu. À, thấy chưa, nó cục đen thui ha. Chạy đâu cho thoát. Cá rô liền. Cá con này về thả vô cái hòn nhỏ nhỏ của mình là vừa rồi. Thấy có con cá rô rồi. Mình gắm cái keo thôi. Cá rô ha, ngay đây nè. Cục đen thui đó ha. Im quá, im luôn. Lấy con rơm ra. Im chưa? À, đám này vừa nhiều ạ. À, sặc cũng có nè, cái sặc nhiều lắm nè. Đây có con cá rô nữa nè. Trời ơi, đâu dữ vậy. Nước trong trong này ngon à. Coi bộ có lý à. À, nó rồi ha. Con này cá rô này cũng bự à. Chạy hả? Tính chạy hả? Mập ú luôn á. Có con cua đồng ở chốn này nè. Đi nãy giờ lo bắt cá, không lo bắt cua, giờ mới bắt cua lại nè. Ôi da, cắn, cắn. Bỏ vô, bỏ vô đi. Khúc này nước đục à. Nước đục hết thấy cá. Chạy nè, chạy nè, chạy nè, chạy nè. Chạy đâu em? Em cua. Anh ở đây chứ em cứ chạy anh hoài. Đây đây đây, còn. Ngay cánh đèn á. Con nó nằm đây nè. Coi bắt coi, ấm vô, ấm vô, ấm vô, ấm vô, ấm vô, ấm vô. Vô liền. Chạy đâu cho thoát. Mập. Cầm cái máy xuống ở đây. Thấy cục đèn thui đây không? Nè, nó nè, ngay chỗ này, ngay chỗ tay mình chỉ á. Nằm im ru. Tính chuồn hả? Uốn chuồn hả? À, đã chưa? Cái rô mập mập không à? Cũng bộn rồi đó. À, bộn bộn trong đây rồi đó. Đó, thắng dài. Bây giờ để mình khoe cái số cá mình bắt được à. Đi ra đó, lấy cái túi này ra đây. Cua trong này có con ếch. Con ếch thì mọi người cũng biết rồi, ếch cũng nhỏ à, không lớn. Để qua bên đi,
còn trong này nè, cá, cá với cua. Đó, phóng thừa lưa hết rồi. Bắt cua ra nè. Cua. Đi cắm câu mà toàn về toàn là cua. Được nhiêu đây cua nè mọi người. Nhiêu đây cũng đủ nồi canh bún cho mình rồi đó. Còn đây là cá rô nè. Cá rô nãy mình bắt được. Mấy cá rô mình úm nè. Mấy con nào nãy mập ú không à. Con cá sặc này chết rồi. Bỏ ra tính bắt con cá sặc về cắm câu mà. Chích queo. Hàng cá bàn cá chào kè. Con này nhỏ xíu luôn, con này bằng cái ngón tay của mình. Con này lớn hơn ngón tay chút. Được hai con. Lúc đầu khai màn đi úm cá. Tới chừng đi thăm câu không có úm luôn. Đây cái hồ cá của mình nè. Cá chạy ghê chưa. Giờ mình thả mấy con này vô luôn. Vô đây, ở nhà, có nhà mới rồi nha. Ra đi. Nhà mới vô đây sống vui vẻ. Vô đây ta cho ăn, cho uống rồi, đầy đủ. Không thiếu thốn gì trơn. Vô đây. Còn con cá sặc nữa nè. Cho vô luôn. Quá trời. Đây ngày cho ăn hai cử. Nó mới thì nó vô nó không sao. Chạy đi. Yeah. Từ từ nó quen à. Có mấy con mới vô nó quen nó chạy ào 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 chưa. Có mấy con chưa nó chưa quen nó chưa chạy nằm im ru à. Lát nó quen nó chạy cho thấy. Chào mọi người buổi sáng nha. Thì bây giờ mình đi gom mấy cây đèn câu vô. Mà giờ thấy cái màu nó cũng hiu hiu quá. Mình thả cây đầu tiên nè. Mà cũng còn hồi luôn nữa nè. Nó hiu hiu, nó sợ sợ thì sao á. Hồi tối thì không được. Không được cái gì rồi. Giờ không được nữa thôi, thua luôn. Cây đầu tiên thấy không có gì rồi, thấy hết hồn rồi. Cây này hết màu luôn rồi. Cây này hết màu, treo cái lưỡi toàn tan. Ủa, cây này bị ăn hết màu nữa rồi. Buồn chưa? Cái nồi bún cua đây nấu xong rồi, sáng cha mình nấu. Ngon chưa, cua cà đã. Hấp dẫn. Còn bên đây là rau nè, rau ngày hôm nay ăn nè, thân cây chuối không à, chuối cây với bắp chuối. Cái này phải có rau muống nữa, ngon. Mà rau muống hôm nay mình ăn hết rồi. Bún nè. Bún này mình ăn bún khô chứ không phải bún tươi. Có bún tươi thì ngon, nhưng mà mình thích ăn bún khô hơn. Cái bún khô thì nó dai hơn cái bún tươi. Rồi, làm tô coi. Lấy miếng nhúm rau nè, bỏ vô. Rau nhiều ngon thì lấy bún thôi. Bún đây. Như
Hết luôn rồi, như đây được rồi, lát rồi trụng xuống nó xìu xuống rồi gấp bỏ thêm. Cái nồi này sôi đã ghê chưa. Mẹ ăn mì hả? Tao bỏ mì vô. Mẹ cho miếng cua vô. Cua hơi ít. Ok, có được rồi. Ngọt nước là ngon rồi. Mùa này đòi hỏi chi cho quá. Đậu hũ với quyết nữa là đủ. Còn sang sang thì cho miếng giò. Cho miếng hành phi vô. Hết luôn, hết hành phi vô. Ăn vậy cho mới đã. Vô hai cái ớt hấp dẫn ghê chưa, ba trái luôn tới bà mày. đã con gái mình nè, nó đòi ăn nè. mâm ăn này hết rồi, ăn sáng nó ăn dồi, ăn hết cháo chén cháo cua rồi, giờ đòi ăn mì cua. Mời mọi người buổi sáng nha. Trộn lên ngon rồi, cho miếng nước mắm vô nữa. Để qua đây đi, nước mắm ớt nè. Vô dắt miếng chanh nữa. Thôi mời mọi người bữa sáng nha. Ngon ạ. Là miếng cà chua. Miếng cà chua. Ngon. Quá ngon luôn. Lâu lắm rồi mới ăn là cái món bún cua này. Nó bún cua này giờ giống như bún riêu đó mà không có bỏ mắm vô thôi. Do nhà mình không, cha mình không ăn mắm cho nên không có bỏ mắm vô. Cái này bỏ mắm vô nữa là thành bún riêu liền. Quá ngon mọi người. Mời mọi người thêm một đũa nữa nha. Quá hấp dẫn. Cái này mà có rau muống nữa, đầy đủ các loại rau đồng á, ăn còn ngon nữa. Cái này hơi thiếu rau, cái này chỉ có rau chuối với bắp chuối à, cho nên nó cũng chưa đủ vị cho lắm. Cái này mà đủ vị thôi, hết sảy. Ớt à, mình khoái ăn ớt này à. Ớt này ăn ngon lắm.